Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà nha. Hôm nay mình sẽ trời mưa, mình ở nhà nên là sẽ review cho các bạn là xem xong thịt gà luộc không có nước. Luộc không cần nước nha các bạn. Đây là xong thịt gà luộc không cần nước của mình. Thế có cái nước ở trong này, bây giờ đây là tại vì mình sử dụng máy điện thoại, mình không chỉnh sửa video được nên không quay cho các bạn xem từ đầu được. Thì mình sẽ quay từ cái chỗ mình khui cái nồi thịt gà ra. Thế mình còn cái công đoạn thịt con gà như thế nào thì các bạn biết rồi. Thế lúc đầu tiên thì vợ mình không biết nên là cô ấy chặt giờ con gà ra làm đôi, chứ bình thường các bạn luộc là luộc con gà như thế này là không cần phải chặt ra làm đôi nha các bạn. Cứ thế là mình đặt con gà vào luộc thôi. Thế thì luộc cái con gà mà không nước như thế này ấy, thì các bạn nếu mà luộc nồi inox ấy, thì nó sẽ khô con gà hơn của mình luộc nồi gang này. Vì cái nồi gang thì cái nó dày hơn, cho nên là cái lượng tiêu thụ cái tiêu hao cái nước ở trong con gà thì nó rất là ít. Các bạn luộc con gà mà luộc không nước như thế này ấy, thì nếu mà bạn nào mà còn nghi ngờ thì có thể đổ vào nửa lon bia hoặc 1/3 lon bia vào luộc cũng được. Còn mình thì mình luộc vãi rồi, cho nên là mình không cần cho cái gì cả. Mình chỉ có đặt con gà vào, rồi các bạn muốn nêm nếm cái gì. Ở đây nhà mình thì có nhà gia đình thì có bà với lại con nhỏ, cho nên là không ăn được ớt nên mình không nêm nếm nhiều thứ, mình chỉ cho hạt nêm mì chính, rồi là mình cho con gà lên luộc thôi. Thế thì nó vẫn còn một ít nước, mình luộc bằng nồi gang này nó vẫn sẽ còn một ít nước ở dưới đáy kia là nước của trong con gà nó ra. Thì các bạn luộc gà mà luộc không nước như thế này các bạn, là nó con gà khi mình luộc xong ấy, là cái tình trạng của nó nằm vào giữa giữa cái khoảng là gà hấp và gà nướng, tức là nó không giống với gà hấp mà cũng không giống với gà nướng. Ở trong giữa khoảng đấy con gà ăn cái thịt nó sẽ rắn hơn và nó sẽ ngọt thịt hơn là kia, vì cái nước ở trong con gà, cái mỡ ở trong con gà nó tự ra rồi, nó lại tự làm chín con gà luôn đấy. Thì cái hơi nó chạy xung quanh cái xoong nấu của mình, cái xoong đun của mình thì là nó sẽ làm chín cho con gà. Thế thì bây giờ mình sẽ lấy từng phần của con gà ra cho các bạn xem đấy. Đây đấy nghe các bạn, con gà mình luộc đây. Thực sự là lúc đầu tiên là mình cho vào gà và luộc là mình không hề cho một tí nước nào cả, không cho một tí nước nào luôn, chỉ có là mổ thịt ra xong rồi là rửa sạch đấy. Mổ thịt ra xong rửa sạch xong thì là cho vào xoong như thế này. Thế thì nghe nói luộc con gà không nước thì rất nhiều người ngày trước lúc mà mình khi bắt đầu luộc con gà không nước ấy các bạn, là luộc con gà không nước ấy, thì là có nhiều người đã cá cược với mình. Thế thì là cá cược với mình là nó không chín, thế cũng ăn được 1-2 chầu bia rồi, lâu lắm thì cũng không luộc cái món này. Thì hôm nay là mình ở nhà, trời mưa thì mình ở nhà nghỉ làm, thì bắt đầu là mình mới vẽ ra mình làm cái món gà luộc không nước này. Đấy, cái bí quyết của nó thì rất là đơn giản, nó cũng không khó gì. Nói bảo gà luộc không nước, nếu các bạn là luộc bằng nồi gang thì có khi là còn không phải cho cái gì ạ. Thế còn nếu như các bạn mà luộc bằng nồi inox á, thì các bạn lấy một cái đinh bảy, cái đinh đinh bảy đinh còn mới ấy, các bạn rửa sạch đi, mang ra rửa bát ra, lấy cái trà xoong mình rửa sạch đi, nó chỉ như một miếng sắt đặt vào giữa xoong nồi đấy, đặt vào giữa xoong nồi rồi úp con gà lên chốc. Đấy, bạn nêm nếm gì là ở trên con gà thì khi mà nó tan ra đấy thì cái nước của con gà nó ra, thì tất cả những cái gia vị của mình nêm hoặc ướp vào trong con gà ấy, thì nó sẽ ngấm vào trong con gà đấy, thì là nó rút bớt cái nước của trong con gà đi, xong rồi nó lại lại hấp bằng cái hơi đó của cái nước đấy làm cho con gà nó chín. Làm cho con gà nó chín á, thì là ăn nó sẽ rất là ngon. Mà cái thời gian để luộc ấy thì mình nói này, nếu các bạn luộc bếp củi thì cho lửa nhỏ thôi, còn luộc bếp ga thì trong vòng khoảng cỡ 3 phút đầu tiên các bạn bật bếp ga bình thường, xong bắt bạn mở mức bình, tức là mức nhỏ bớt đi để cho nó riu riu như thế. Nếu con gà mà tầm từ 2 cân rưỡi, các bạn luộc
trong vòng khoảng 15 phút là sẽ chín. Thế còn nếu như con gà mà nó to thì các bạn cho thời gian thêm một tí, đến khoảng tầm 20 phút là đảm bảo các bạn là gà sẽ chín ở trong đùi. Đấy, kể cả ở trong đùi thì các bạn luộc nước thì các bạn có thể là sợ là nó không chín, nhưng mà các bạn luộc như thế này thì là sẽ chín, chắc chắn là chín luôn, nó chín hết. Nó chín hết ở trong con gà, trong cái đùi con gà luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ xẻ cái đùi con gà ra cho các bạn xem là nó sẽ chín hết ở trong đùi con gà, không bị đỏ như mình không sợ nó bị đỏ như luộc nước nha các bạn. Đây cho các bạn xem ở trong con gà nha các bạn. Đấy, nó không bị đỏ như mình luộc nước mà con gà nó giống như gà hấp luôn, rất là ngon. Đấy, thế nên là hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn một cách như thế này. Nếu các bạn mà muốn ăn gà theo kiểu như thế này thì các bạn làm luộc thử một lần như thế nhé. Và rất là thơm vì mình có rải lá chanh lên trên. Các bạn có thể cho lá chanh, xả, ớt, rồi là các cái loại gia vị khác, hoặc là ớt bột để cho con gà nó vàng rồi nó giống như gà nướng. Thì các bạn có thể là nếu các bạn mà dùng bằng bếp... các bạn dùng bằng nồi inox ấy, nó mỏng ấy, thì chắc chắn là con gà nó sẽ có một phần ở phía dưới chuyển sang màu gần như là gà nướng vàng vàng như thế nha các bạn, nhưng không cháy. Mình đảm bảo với các bạn là không cháy. Các bạn cứ thử làm theo mình một lần và thử thưởng thức con gà luộc như thế một lần. Để cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu cảm thấy hay thì like, share, chia sẻ giúp mình nhé. Rồi bấm đăng ký, rồi bấm nhấn chuông để theo dõi những video mới của mình. Mình luôn luôn chia sẻ cho các bạn những cái công việc, những cái món ăn hoặc những bài thuốc, cây thuốc hay là những cái cách làm thực tế nhất mà mình đã làm rồi, chứ không phải là trên sách vở nha các bạn. Rồi tạm biệt tất cả các bạn.